Xin chào các bạn, mình là Tươi, mình đến từ Bát Tràng Incor. Hôm nay thì bên mình có giao một đôi lộc bình cao 1,5 m, hàng vẽ vàng 24K. Thì một lát nữa bên mình sẽ dỡ hàng xuống và bê lên nhà cho khách, các bạn cùng theo dõi nhé. Anh phải bê mấy con voi xuống trước đi. Hàng đi xa thì bên mình sẽ đều được đóng gói rất là cẩn thận. Đây là cái nơi khu vực gần, bên mình tự chuyển bằng xe của công ty thì sẽ bọc như này nhé. Anh nhìn thấy bọc qua rất là nhiều lớp xốp, cẩn thận. Đây đang dỡ những cái một cái số hàng của khách khác để cho đôi lọ. Hàng được đóng gói rất là cẩn thận và chắc chắn luôn, nên là đi tầm xe nhà tự chở mà đi tầm 100-200 cây thì thoải mái luôn các bạn. Nhưng mà thông thường những đơn khu vực nào gần và tiện đường bên em sẽ tự chuyển nhé, còn không bên em thường thuê các đơn vị vận chuyển khác. Chứ ví dụ các bác ở Thanh Hóa, Nghệ An thì như mà cũng phải tự chở vận chuyển rồi. Chứ còn nếu mà chẳng thế này mà đi được thì Sài Gòn cũng vô tư luôn. Cái gì ạ? Chị hỏi cái gì ạ? Không, em lên đấy, em phải đứng lên chứ. Lấy tiếp đi. Ừ, rồi vào đi thôi. Đi vào đi. Để lên đi kia cho bạn quả. Xin chào.